Thưa quý vị, thưa các bạn, Gia Lai có diện tích hơn 15.500 km2 với diện tích rừng tự nhiên lớn cùng hệ thống sông suối, khí hậu ôn hòa nên rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Cùng với đó, với địa thế nằm ở phía Bắc Tây Nguyên, Gia Lai trở thành khu vực trung tâm tam giác vàng phát triển ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Tận dụng lợi thế này, tỉnh đã tập trung rà soát các danh mục hạ tầng thương mại biên giới, đề xuất cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước. Theo số liệu của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt gần 149 triệu đô la Mỹ, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 118,7 triệu đô la Mỹ, tăng 103%, kim ngạch xuất khẩu đạt 30 triệu đô la Mỹ, giảm 19%. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tại huyện Đức Cơ tiếp giáp với Campuchia hiện là cửa ngõ giao thương hàng hóa, động lực thúc đẩy kinh tế. Hàng năm, hàng ngàn tấn hàng hóa nông sản như chuối, sắn lát, sầu riêng, hạt điều được vận chuyển qua cửa khẩu để vào sâu nội địa Việt Nam hoặc ra cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để xuất khẩu đi các nước khác trên thế giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. Theo kế hoạch này, tỉnh sẽ tiến hành rà soát danh mục hạ tầng thương mại biên giới như chợ biên giới, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các dịch vụ hỗ trợ gồm kho bãi, giao nhận, vận chuyển, chế biến, bảo quản hàng hóa, dịch vụ ngân hàng và tài chính. Thương mại biên giới thì rất là nhiều cái nội dung. Trong đó là việc mua bán cư dân biên giới, tổ chức phiên chợ biên giới, rồi là các chợ của mấy cái xã vùng biên giới. Thì trong cái kế hoạch phát triển chợ biên giới thì là coi như là tỉnh Gia Lai cũng là đã xây dựng từ đầu và cũng đã được là Bộ Công Thương ghi nhận và sau này nó đưa vào cái chương trình là trong ba chương trình quốc gia. Thì bây giờ là hiện nay Sở Công Thương Gia Lai thì trong 2-3 năm vừa qua thì đẩy mạnh cái việc thứ nhất là tổ chức các cái hội chợ triển lãm hàng Việt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm đều làm, và cái nữa là tổ chức cái phiên chợ biên giới ở tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cũng đang làm. Tỉnh Gia Lai đang chỉ đạo tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng để tăng cường thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước vào khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tập trung rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định dự án, cấp phép đầu tư, cấp đăng ký kinh doanh, giao đất, cho thuê đất nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng tại khu kinh tế cửa khẩu này. Gia Lai là có một cái điểm là nó tuy là Gia Lai là nó có một cái điểm là nằm trong cái vùng trung tâm của tam giác phát triển Việt Nam là Campuchia. Và có một cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Tuy nhiên là cái hệ thống mà dịch vụ biên giới hiện nay đang gặp khó khăn. Thứ nhất là cái quy hoạch mà chi tiết cho cái việc mà phát triển cái quy hoạch chi tiết phát triển cái cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là cũng chưa được chính phủ phê duyệt. Thứ hai, phía bên Campuchia đấy thì hạ tầng nó cũng chưa phát triển lắm. Cơ quan chức năng tạo điều kiện hơn nữa để cho doanh nghiệp, để cho bà con nhân dân cửa khẩu thuận tiện cho việc trao đổi mua bán hàng hóa, là chẳng hạn như về hải quan thì mình giải quyết về cái thủ tục giấy tờ và thủ tục hàng hóa nhập khẩu nó thông thoáng, dễ dãi thêm một chút để cho bà con nó thuận tiện hơn. Cái thứ hai về biên phòng thì như trước đây tôi thấy là hồi cái thời mà Tám Dũng làm chủ tịch tỉnh đó thì rất là thông thoáng, tại vì cái thời gian đó là anh nói là cái khu vực là khu vực thương mại cửa khẩu thì tất cả mọi người đều ra vào tự do, có nghĩa qua ra vào nhưng mà qua cái sự quản lý của biên phòng cơ quan chức năng qua cái sự quản lý của biên phòng cơ quan chức năng không cần phải thủ tục rồi giấy tờ rườm rà, tại vì người ta đi vào cái khu vực ở khu thương mại thôi, rồi người ta quay ra, người ta không có đi sâu vào, cho nên là tôi mong muốn rằng cơ quan chức năng tạo điều kiện để cho người ta qua lại dễ dàng, cả người Việt mình đi qua Campuchia hoặc là người Campuchia đi qua cái khu thương mại của Việt Nam để cho nó thuận tiện cái việc giao dịch mua bán trao đổi cho nó dễ.
Để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, Gia Lai cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đưa vào vận hành phần mềm hội chợ triển lãm trực tuyến. Phần mềm này thể hiện được tất cả các dữ liệu về hội chợ triển lãm dành cho các doanh nghiệp, nhà cung cấp, khách vãng lai và cơ quan quản lý nhà nước. Việc nâng cấp hạ tầng thương mại biên giới của tỉnh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động được thuận lợi, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, đẩy mạnh kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương.